Xin chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc Mercedes C200 động cơ 1.8 số tự động, sản xuất năm 2008. Đây là tổng thành chiếc xe. Chiếc xe sản xuất tại Việt Nam năm 2008, động cơ 1.8 AT số tự động Mercedes C200. Xe có mang biển số Hà Nội, có màu lông chuột. Đây là tổng thành của chiếc xe đấy. Xe này gọi là màu lông chuột cũng được, mà màu ghi xám cũng được. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết nội thất và trang thiết bị của xe. Xe này là nguyên bản, không mông má xì tút gì cả, chỉ rửa nước lã thôi bạn nhé. Mình vừa rửa nước lã xong. Xe gọi là rửa là cũng chỉ là xịt qua thôi, xịt qua bằng cái máy rửa xe của nhà kia thôi, chứ cũng không phải là rửa hiệu hay là dọn nội thất, dọn dẹp gì mà nó cầu kỳ quá, chỉ rửa bằng cái máy rửa xe này thôi. Đây là, mình xin giới thiệu các bạn, đây là tổng thành của chiếc Mercedes C200. Xe được sản xuất năm 2008, động cơ 1.8. Với động cơ 1.8 số tự động thì chiếc xe này nó sẽ ăn khoảng độ tầm 8 đến 9 lít xăng cho 100 km. Về chức năng thì các cái chức năng thì đầu tiên là cái hệ thống an toàn thì xe được trang bị 4 phanh ABS. Và được trang bị 6 túi khí. Xe được trang bị 4 phanh ABS và 6 túi khí. Một túi khí ở trên vô lăng, một túi khí ở trên mặt táp lô trước ghế phụ. Hai túi khí mỗi bên ghế lái và ghế phụ là có một túi khí nữa. Và đồng thời là ở trên cột, trên cột cũng có túi khí. Xe thế là xe là bây giờ tiếp theo là mình xin giới thiệu với quý vị về chức năng của xe nữa. Về chức năng sửa xe thì về trang thiết bị thì được trang bị hai vùng điều hòa độc lập tự động, hai vùng điều hòa độc lập và tự động, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình đầu CD. Vé đường bộ. Cái cốp của nó cũng khá đẹp nhé bạn nhé. Cái cốp ở trên phía trước thì khá đẹp và rất là hiện đại các bạn. Để nhìn thấy đây, có cái lỗ cắm đầu tẩu điện 12V để cắm tẩu thì mình có thể bỏ được rất nhiều đồ trong này. Mình sạc này, ví dụ mình cắm cái sạc điện thoại hay là sạc bất cứ cái gì. Đặc biệt với Mercedes thì nó có cái này là cái rèm, có cả kéo rèm đấy các bạn. Và đối với đặc biệt với Mercedes thì nó có một cái chức năng là nhiều bạn chưa biết đó, đây là chức năng đây ạ. Mình sẽ bật chìa khóa. Chiếc xe này hiện nay DOD là 11 vạn cho DOD 11 vạn.
Và đặc biệt là ở trên cái vô lăng này, đây là có một cái nút gọi là nút speed limit đây ạ. Khi mà bạn bấm ở đây thì nó sẽ hiện lên chữ limit 30 km/h kia. Thì đây ạ, thì muốn tăng lên thì chuyển đến 40 km. Đây là mình chuyển đây ạ, mình quay cả tay mình và cả như các bạn nhìn trên mặt đồng hồ chính ạ. 50 km, 60 km, 70 km và 80 km. Nói chung là mình cài đặt bao nhiêu đấy là tùy mình. Đây là cài đặt giới hạn tốc độ tối đa. Đây là cài đặt tốc độ tối đa. Khi các bạn cài đặt như thế này, các bạn cài đặt 60 km chẳng hạn, hoặc là 50 km chẳng hạn đây, và cái đèn limit này nó đỏ, thì các bạn có đạp ga thoải mái thì cũng không bao giờ xe nó vượt được quá tốc độ các bạn cài đặt. Như mình đang cài đặt đây là 50 km/h, thì các bạn còn, nếu khi cái đèn mình như thế này là mình tắt này, còn như thế này mình bật lên này, thì các bạn có thể nhìn thấy đây. Thì như mình đặt chế độ đây là từ tối đa tối thiểu là 30 km/h và tối đa là 160 km/h. Thì trong cái khoảng đấy thì mình cài đặt, ví dụ mình cài đặt 50 km/h như này thì xe sẽ không bao giờ đi được quá 50 km/h, kể mình có đạp ga mạnh như thế nào chăng nữa. Đấy là về chức năng của xe. Đồng thời là xe có gương kính chỉnh điện, cụp điện tự động, đèn pha tự động, vô lăng tích hợp bàn phím này, điều hòa auto, đầu CD. Và cái trần nỉ của xe rất là đẹp. Xe là nguyên bản 100% từ cái ghế ra. Xe được trang bị hai ghế điện, hai ghế điện, ghế lái cũng ghế chỉnh điện, mà ghế bên phụ cũng ghế chỉnh điện. Đấy là nói qua về cái trang thiết bị của xe. Đi vào, các bạn có thể nhìn thấy nội thất chưa? Mình quay kỹ cái nội thất cho các bạn nhé. Đây là phần nội thất của xe. Hai vùng điều hòa độc lập, ghế da nguyên bản đấy các bạn nhé. Trần nỉ ghế da nguyên bản hết ạ. Trần nỉ đây ạ. Trần nỉ còn rất đẹp, ghế da nguyên bản. Xe cửa tất cả mọi thứ đều tốt. Không lỗi lầm gì. Xe cam kết không lỗi. Và đây là cái chìa, có hai chìa nhé, còn nguyên hai chìa xịn nhé. Còn nguyên hai chìa xịn các bạn nhé. Xe còn nguyên hai chìa xịn ạ. Và bây giờ mình sẽ mở cái cốp ạ. Ok, cốp tự động lên luôn ạ. Đây là khoang cốp của chiếc xe. Xe nguyên bản, không sửa chỉnh sửa gì cả. Và cũng không, nói thật với các bạn là cũng không ấy luôn. Về mình cũng chỉ rửa nước lã thôi chứ chưa lau chùi gì bên trong đâu. Đây là cái lốp sơ cua của nó. Các bạn có thể nhìn thấy đây lốp sơ cua. Khoang cốp đây. Đây là khu vực để bộ điện của nó đây ạ. Điện của nó là đặc biệt là bộ điện của con mèo nó nằm ở trong cốp như này ạ. Các bạn thấy đây. Về phần tiếp theo thì đây ạ. Hai ghế điện chỉnh điện cả ghế phụ ghế lái các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ quay đến khoang máy. Mình xin quay đến khoang máy của chiếc xe. Mẹc thì về đẳng cấp thì nó không phải nói rồi. Nó là dòng xe sang của Đức. Và nó là trên toàn thế giới nó đều được công nhận rồi. Xe được sản xuất 2008. Đời cũng không quá sâu. Đây là cái khoang máy của nó. Nói về khoang máy của chiếc xe này thì mình có thể nói một câu ngắn gọn này. Khoang máy sạch sẽ, không bị dầu mỡ gì cả. Xe đây các bạn nhìn thấy từng chi tiết là khô ráo sạch sẽ đây ạ.
từng chi tiết là khô ráo sạch sẽ các bạn nhé. Nó chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Xe nó chỉ bị bụi phủ của lớp bụi thời gian thôi. Ngoài ra không có bất cứ một vết dầu mỡ hay là chỉnh sửa, hay là nói chung là va chạm, không có bất cứ một cái gì là dấu hiệu bất thường các bạn nhé. Mình chỉ nói không có một bất cứ một dấu hiệu bất thường nào cả. Xe nó nguyên bản, xe chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Tất cả chỉ có là vết bụi của thời gian, các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Máy móc khô ráo sạch sẽ đây ạ. Toàn bộ. Chiếc xe này hiện nay dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Đây là xe này nó không cần phải chống, mình mở lên là tự nó có tự tuy thể lực đây rồi. Mình mở đến đâu là tuy thể lực nó giữ đến đấy, nó giữ nguyên đến đấy. Vâng, chiếc xe này dung Audi ô tô cũ Hải Dương đang hiện nay đang chào bán với giá là 415 triệu đồng. 415 triệu đồng cho một chiếc Mercedes C200 động cơ 1.8 số tự động. Xe cam kết không tai nạn, không ngập nước. Nguyên bản 100%. Các bạn xem xe trực tiếp tại số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, mặt đường quốc lộ 5 và nằm bên cạnh khách sạn Trường Thành. Nằm bên cạnh khách sạn Trường Thành đấy ạ. Và mặt đường quốc lộ 5 là cửa hàng Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Đây ạ, cửa hàng Dung Audi ô tô cũ Hải Dương đây ạ. Các bạn về xem xe trực tiếp tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, nhà mình có rất nhiều xe cho quý vị lựa chọn, tầm tiền từ 135 triệu đến gần 600 triệu đồng. Chiếc xe Mercedes C200 động cơ 1.8 sản xuất 2008 hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương với giá 415 triệu đồng. Hoan nghênh quý vị về xem xe, kiểm tra xe, test xe trực tiếp tại cửa hàng Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Xe cam kết không tai nạn, không ngập nước. Tất cả nguyên bản 100%. Giá rẻ nhất miền Bắc. Bao rẻ toàn miền luôn, bao rẻ toàn quốc luôn chứ không phải toàn miền Bắc nữa. Bao rẻ toàn quốc. Bởi vì là mình mua trực tiếp của người cần bán và bán trực tiếp cho người cần mua, cho nên là lãi 3 triệu 5 triệu thôi, không cần lãi nhiều đâu. Mình chào bán với giá là 415 triệu đồng cho một chiếc Mercedes C200 động cơ 1.8 sản xuất năm 2008. Xin chào quý vị, hẹn quý vị ở clip tiếp theo về giới thiệu xe tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Xin chào quý vị các bạn. Quý vị hãy đừng quên ủng hộ Dung Audi ô tô cũ Hải Dương bằng cách bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau đó nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông để cập nhật những thông tin về giá cả thị trường xe ô tô cũ, cũng như là các xe ô tô mới về tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương với phương châm bán hàng pháp lý đảm bảo, chất lượng hàng đầu, giá cả cạnh tranh và uy tín tạo nên thành công. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương luôn đưa đến quý vị những chiếc xe đẹp nhất, chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất, pháp lý chuẩn chỉ nhất và mua bán uy tín nhất. Xin chào quý vị các bạn. Hãy đăng ký kênh của Dung Audi ô tô cũ Hải Dương bằng nút đỏ, bấm vào nút đỏ và sau đó bấm vào quả chuông ạ. Xin cảm ơn quý vị.